đây là lần đầu tiên anh ăn hột vịt lộn ở Việt Nam. Để coi anh ăn được không? Ok. Còn đây cô Thất có cái bảng này nè. Cái bảng này là cô Thất ghi bao lâu rồi? À, cái bảng này cô viết đấy. Dạ. Thôi chị để con vẽ con cái bảng mới nha. Không, ý là cô gắn vào cái bảng này là nó vừa vừa là mình đi bán rong là vừa. Dạ. To quá rồi nó bành ra. À, là cái bảng này cô vừa bán ở đây, cô vừa bán rong luôn. Ừ. Cô có hết nay bao nhiêu tuổi trai? Cô 55 rồi. Sinh năm 69. 55. Ừ, 55 mà. Cũng đang còn kinh tế, đang còn đấy, phải vào đi làm mà. Vào đi làm còn nuôi em đi học. Dạ. Con gái đấy. Rồi còn chú sao cô? Chú ấy đang ở nhà thì chú cũng ốm đau đấy, thì ở nhà cho cháu đi học. Dạ. Cháu nội đấy. Rồi giờ là giờ người phụ nữ này là trụ cột đây. Ờ. Trời ơi mạnh mẽ quá, sao quê nữa. Đấy, sao quê. Dạ. Cô gốc Hà Nội luôn không? Ừ, đây cô Mỹ Đức Hà Tây. À, Hà Nội, ngày xưa là Hà Tây cũ, bây giờ thuộc về Hà Nội. Dạ, con biết. Vietnamese called hột vịt lộn, the most scary food in the world. Oh, okay. Yeah. Scary. And then, oh, okay. Yeah. Okay. Yes. Ooh. How do you feel? Tastes like chicken. It's nice. Like chicken. It's like chicken, but it's a duck. It's a duck. Yeah. Oh, it's delicious. Okay. I have to more. Eat it. Okay. Open more, you can close your eyes. Close your eyes. Close my eyes. Yeah, close my eyes. What is that? Huh? Đây cô cho đây. I feel confused by the taste. The taste is, there's sometimes you chew it and it tastes really good, and then sometimes you chew something and you're like, what is that? You know? Oh. No. Yeah. 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 Thank you. What do you call this? Hột vịt lộn. Hột vịt lộn. Sao bị đẹp thế nhỉ? Dạ, con ghi hột vịt lộn, hột vịt vữa, cua lộn. Rồi. Dạ, cái này là hình ảnh tượng trưng thôi. Dạ, ở trong hột vịt lộn, hột vịt vữa gì con không biết đập ra thì tính. Dạ, với cái bảng này con hy vọng là cô Thất sẽ bán được nhiều hàng hơn. Về sớm hơn chút xíu. Dạ, không phải là ngồi tới bán đến 1-2 giờ sáng nữa. Thì đâu hết bao nhiêu cô giả tiền? Không, thu phí rồi, thu phí một nụ cười thôi. Tiền bạc gì tầm này. Cô Thất cứ xài yên tâm nghe, không sao hết, không sợ nắng không sợ mưa luôn. Hôm nay hãy cùng Ben Thuốc đi vẽ nụ cười cho cô Thất nha. Yeah. Cảm ơn là con nha. Dạ. Bạn nhiều. Cảm ơn bạn nhiều. Chúc chị mạnh khỏe và đồ mình mạnh khỏe nha. Đó, dễ thương quá.